giảng đường hiếu liêm tinh tông học hội địa tạng đài bắc pháp nhập xã đoàn tầm quan trọng của sự quán chiếu thì thái lễ quốc giảng ngày 23 tháng 9 năm 2012 tập 1 b chúng ta không có lòng cảm thông thì không có gì nói với họ quý vị hãy nói với họ họ sẽ cảm thấy anh thật là cao nhưng chúng ta bình tâm nghĩ lại tất cả những điều chúng ta nói là gì là lý luận cho nên khiến họ cảm thấy cao chứ không phải là việc chúng ta thật sự làm được hãy làm ra được đối phương sẽ cảm động hơn nữa quý vị thật sự làm rồi quý vị biết được là không dễ dàng quý vị sẽ rất dễ sanh tâm thông cảm kết quả hai ngày không ngủ được phải làm sao tiếp tục không ngủ được không được đâu không sợ niệm khởi chỉ sợ giác trễ lúc này mới biết thì ta chỉ là một câu kinh sư phụ nói phải học phật không phải phật học câu kinh đó không khởi tác dụng được chỉ là tri thức nó không phải trí huệ tôi đã bắt đầu bình tâm lại phản cầu chính mình phản tịnh chính mình trước tiên khiến đối phương nói một câu châm biếm chế giễu thật ra là đã ép người ta tới nỗi không thể không nói câu này rồi có lý không nếu không họ không đi nói với người khác sao lại nói tôi cho nên muốn khiến cho người ta nói những lời đó cũng không đơn giản. Phải ép họ tới nỗi phải nói những lời này. Trước tiên phản tỉnh đầu tiên. Tôi đã làm rất nhiều việc khiến cho họ hết sức không hoan hỷ họ mới đối với tôi như vậy. Chúng ta lại khởi một suy nghĩ anh gọi tôi là thầy sao còn nói với tôi như vậy? Quý vị coi tôi lại chấp tướng rồi tôi lại ngã mạng rồi. Tôi thấy mình là thầy rồi, vậy là xong. Lại thay đổi một ý niệm, người ta vốn dĩ coi quý vị là thầy, bây giờ nhìn quý vị cũng không chịu nổi. Hơn nữa còn nói những lời như vậy, coi quý vị đã ép người ta tới mức độ này. Còn không mau phản tỉnh, còn không nâng cao. Còn thấy câu nói đó của người ta quá đáng, chuyển niệm. Đức Phật lại nói, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này đời này không có đời trước có đời trước có đó là do chúng ta khiến cho họ tạo nghiệp chúng ta là hung thủ cho nên hôm nay chúng ta nghĩ thử coi người mà chúng ta không chịu đựng được nhất chính là quý nhân của chúng ta tại sao chúng ta không thể những chịu họ chắc chắn là trước đây chúng ta đối với họ như vậy khi nhân duyên hội tụ quả báo phải tự chịu phật môn lại nói từ bi là gốc nếu như họ tiếp tục tạo nghiệp như vậy họ sẽ đi về đâu sẽ xuống địa ngục do chúng ta kết oán với họ sau cùng lại đưa họ xuống địa ngục vậy chúng ta có từ bi không cho nên sư phụ mới nói tùy duyên tiêu nghiệp cũ không tạo thêm nghiệp mới tiêu trừ nghiệp cũ không thể tạo thêm nghiệp mới đời này rộng kết thiện duyên đừng kết oán với bất kỳ ai thêm nữa kết oán với bất kỳ ai lúc lâm chung họ sẽ tới đòi nợ như vậy rất là phiền phức cho nên thiện duyên của con người phải hưởng khi giảng sanh phước báo phải hưởng khi giảng sanh bây giờ đừng hưởng phước nhất định đừng kết oán với người ta cho nên tôi lại suy ngẫm đời này không có lỗi đời trước có lỗi như vậy tâm sẽ bình hòa con người chỉ cần có thể phát giác lỗi lầm của mình, tâm sẽ bình hòa. Cái đó tôi lại nghĩ. Tôi tiếp xúc với Phật Pháp hơn 10 năm. Tự mình cảm thấy tốt đẹp, không có một đoạn rất nặng ngày của họ. Tôi còn không biết mình ngay cả mẫu giáo cũng chưa đạt yêu cầu. Một câu nói có thể trằn trọc hai ngày, đó là mẫu giáo còn chưa đạt yêu cầu, cửa Phật còn chưa bước vô, Bây giờ tôi mới 40 tuổi, họ đã nhắc nhở tôi, anh còn kém rất xa. Họ là quý nhân trong cuộc đời của tôi. Đúng chưa? Họ giúp tôi tự biết mình không gạt mình. Bây giờ tất cả mọi người nhìn vào tôi, thầy rất tốt, thầy rất lợi hại, tất cả đều là tán thán. Một câu nói của Bồ Tát này khiến tôi biết được Trình độ của tôi chỉ mới tới đây Họ thật sự là đại thiện tri thức của tôi Họ nói với tôi Anh sẽ buồn, ngã chấp, rất nặng Sao anh có thể nói với tôi như vậy? Sao anh lại nói câu này Khiến cho tôi buồn lòng Tất cả những phiền não đều có một gốc rễ Tức là ngã chấp Bắt giặt phải bắt Vua trước Điểu phàm tư huấn có nói Như chặt cây độc chặt luôn gốc đó. Tất cả phiền não chỉ cần xem nhẹ ngã chấp, dần dần tham sân si mạng sẽ nhẹ lại. Cho nên tôi không tham thái độ tốt họ đối với tôi. Tôi cảm kích họ nhắc nhở tôi, ngã chấp của tôi dựng rất nặng. Tôi nhìn thấy họ là cởi lòng kính mến. Cũng vậy một người, tại sao trước đây nhìn thấy họ rất buồn lòng, bây giờ lại kính mến họ cảnh duyên không tốt xấu tốt xấu khởi tại tâm tất cả pháp đều là tâm tưởng của chính mình sanh ra không thể trách người khác người không có lỗi lầm mà phải chịu tiếng xấu con cháu sẽ luôn phát đạt đoạn này chúng ta có nhập tâm chưa nếu chúng ta không làm sai bị người ta sỉ nhục hiểu lầm tiêu nghiệp chướng tu nhẫn nhục sau đó phước báo để lại cho đời sau tôi đã từng quan sát quê hương của mình có vợ chồng bác nọ Họ rất thành thật, nói rất ít. Người ta thường dùng lời nói bắt nạt họ, mắng họ ngốc. Đồ ngốc, đồ trâu. Vừa hay thì tôi cũng là tuổi trâu. Bị mắng như vậy, bọn họ chưa bao giờ nổi nóng. Cứ cười cười, cũng không để tâm tới việc người ta mắng. Biết bao dung mắng họ không có học con cái họ học rất tốt kỳ lạ sau đó đọc câu này mới biết người không có lỗi lầm mà phải chịu tiếng xấu con cháu sẽ luôn phát đạt đoạn này chúng ta nghe hiểu rõ rồi cảm nhận được rồi sau đó người ta mắng quý vị là tặng phước báo cho quý vị được không được Quý vị hơi bị miễn cưỡng Chuyển một niệm Thế giới quý vị sẽ khác Bất kỳ ai mắng quý vị Quý vị liền nhớ tới câu nói này Họ tặng phước cho tôi Tặng phước cho con cháu đời sau của tôi Tất nhiên người ta mắng trước tiên phải phản tỉnh Có chỗ nào làm sai hay không Có thì sửa Càng cảnh giác Tâm cảnh đều rất bình hòa Đều có thể tiếp nhận Sẽ không buồn phiền cho nên ngày tái bình tới rồi người ta mắng chúng ta đều là tặng phước báo sau này sẽ không nổi giận nữa hưởng danh thế gian mà không thực đúng vậy sẽ gặp họa kỳ lạ bởi vì hưởng một cái danh nó cũng là phước báo đều đang xài phước báo xài hết rồi lộc tận nhân vong cho nên tiên sinh tôn trung sơn có một câu nói rất hay thà làm chuyện lớn không làm quan lớn làm chức quan đó danh rất lớn có làm việc đúng thật không không làm việc đúng thật đều đang xài phước báo cho nên việc rất quan trọng không có tiếng vỗ tay chúng ta tận tâm tận lực làm không cần cái danh đó thậm chí có người càng tốt xuất hiện mà mau, mau nhường vị trí này cho họ nhường vị trí cho người hiền nhường danh cho cấp trên Sĩ quan Hoàng biểu diễn cho chúng ta rất hay. Thật ra toàn bộ sự việc đều do họ làm. Tất cả danh tiếng đều cho ai? Cho quan viên cấp trên. Như vậy là sẽ viên mãn mọi người đều khoan hỷ. Nhường công cho mọi người. Công lao của ai? Của tất cả mọi người. Còn mình thì sao? Mình còn có chỗ làm thiếu sót. Sư phụ có một cái quạt là lão tử viết hòa đại oán tất hữu dư oán trong cái quạt này vị đắc vi tài nhân tất cả công đức công lao thành tựu của ai cống hiến cho tất cả mọi người dị thất vi tại kỷ có sai lầm có thiếu sót có lỗi lầm gì là do mình làm không đúng những pháp ngữ này của sư phụ hết sức thọ dụng chúng ta thực sự gặp phải cảnh giới lập tức phải cởi lên điều này phiền não sẽ được biến chuyển lúc nãy khi bắt đầu có nói với mọi người về chuyện của tô đông pha tiên sinh tô đông pha có một ngày ông học phật kết quả cảm thấy cảnh giới của mình rất khá, tâm địa rất thanh tịnh. Ông liền viết một bài kệ, Khệ thủ thiên trung thiên, Hào quang chiếu đại thiên, Bất phong suy bất động, Đoan tọa tử kim liên. Ông đã viết bài kệ này. Sau đó, cho người đem tới chỗ Phật Ấn Thiền Sư. Phật Ấn Thiền Sư là bạn tốt của ông. Chúng ta coi tiên sinh Tô Đông Pha viết bài kệ này. Ông nói, khệ thủ thiên trung thiên, thiên trung thiên là Đức Phật, hào quang chiếu đại thiên, bác phong suy bất động. Ông viết mình là bác phong thổi không động, đã động chưa? Động rồi mà, Tại sao ông lại đưa cái này cho người ta coi? Ông muốn khiến người ta thấy ông rất lợi hại. Ông rất tài giỏi. Đây là hy vọng người ta khen ngợi ông. Cái gió này đã động rồi. Lúc đầu có nói với mọi người. Bản thân tôi không phải bác phong thổi bất động. Khi còn chưa tuổi thì đã động rồi. Phải quán chiếu mới được. Nếu không thì sẽ động giống như lúc nãy có đồng tu đói tôi là fan của thầy đúng không tôi có động không đó phải hỏi chính mình người khác đều không biết động rồi nghiệp tôi tạo rất lớn tôi tiếp tục muốn họ sùng bái đó chẳng phải khiến họ mê rồi sao tôi hưởng một cái danh thầy giáo dạy học lại khiến chúng sanh mê vậy nhân quả này ai chịu tin sâu nhân quả không dễ dàng nhân quý vị phải nhìn tận phía trước quả quý vị phải nhìn tận phía sau không thể chỉ nhìn bề mặt tôi nhớ có nghe một đồng nghiệp của mình vừa hay lúc đó thiền quả lâm có làm khóa học đồng nghiệp này của tôi trước đây là đồng nghiệp dạy học trong trường họ vừa hay ngồi trên tàu lửa cùng tới tham gia tổ chức khóa học cùng toa có một số gì họ đang nói chuyện cũng là sắp tới thiền quả lâm để học sau khi họ nói chuyện nói là rất tôn trọng tôi nhưng mà tôi cảm thấy điều gì sự tôn trọng của họ đối với tôi vượt xa rất xa đối với chồng của họ tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn chồng của họ tôi không biết sẽ khiến bao nhiêu người đàn ông tức chết vợ của tôi coi anh giảng thì cười hì hì nhìn qua tôi thì mặt rất khó coi quý vị coi họ có phát sầu không quý vị coi họ có nổi nóng không cho nên tôi không dám về Đài Loan cũng là như vậy. Very dangerous. Chắc là sau khi nghe xong, tôi phải tôn trọng chồng của mình, tôn trọng anh ấy. Giống như ông trời vậy. Quý vị lại kính chư Phật ở ngay trong nhà. Quý vị sẽ là phổ hiền Bồ Tát. Anh ta đối với tôi không tốt. Anh ta đối với quý vị không tốt. Đó là nghiệp anh ta tu. Quý vị đối tốt với anh ta là tư lương tây phương của quý vị Đầu óc quý vị phải tỉnh táo Quý vị nói anh ta đối với tôi không tốt Tôi cũng không muốn đối tốt với anh ta Đó là làm việc theo cảm tính Làm sao lý trí được Cho nên người khác đúng hay không không phải việc quan trọng nhất Trước tiên bản thân chúng ta phải làm đúng Không thể bị cảnh giới chuyển Hoặc ứng phó với mọi chuyện một cách cảm tính được Cho nên không được đâu Chúng ta và đại chúng không được kết tình duyên Hãy kết tình duyên Tâm ưa ghét của họ rất nghiêm trọng Ngay cả nhà của họ cũng gặp tai ương Cho nên xin mọi người Đối tốt với người nhà của quý vị một chút Nhất là phải đối tốt với chồng Nếu không tới lúc đó tôi sẽ bị đánh Tôi đã rất ốm rồi Ăn đòn không nổi đâu Cho nên biến thành gì Chúng ta phải kết pháp duyên Thật ra mà nói Bản thân tôi trình độ quả thật rất không tốt. Năm cấp 3, tôi thi chuyện cấp ngữ văn không đạt. Cấp 3 thi giữa kỳ. Tôi xếp thứ hai cả lớp. Điểm từ dưới lên 44 điểm. Mọi người nếu như có hứng thú có thể tới trường trung học cao hùng. Thành tích này còn đó. Hình như là mấy chục năm sau mới hủy đi. Thành tích này vẫn còn 44 điểm. Cho nên tôi thấy các đồng tu Đài Loan chúng ta Tôi thấy quý vị đều làm tốt hơn tôi Tôi về tới Đài Loan cũng cảm thấy mình Về đây tìm bảo vật Nhiều người có cơ sở đều tốt hơn tôi rất nhiều Cho nên tôi tung gạch những ngọc Quý vị những viên ngọc này phải ra đây Còn cục gạch như tôi phải quay về mài vũa Coi có vũa thành ngọc được không Thật vậy Đài Loan là dùng đất có điều kiện nhất toàn thế giới trong việc hoàng dương nho đạo thích bất kỳ nơi nào cũng không có cơ sở này chỉ có đài loan đài loan chúng ta có thể chuyển đại pháp luân tại sao không chuyển không chuyển có lỗi lầm không có là quý vị nói chứ tôi không nói thật vậy quý vị có cơ hội làm mà không làm gọi là gì thấy nghĩa không làm Nghĩa chỉ là thiện pháp thế gian Không phải xuất thế gian Ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính Đạo nghĩa này phải khởi lên Hôm đó chúng tôi nghe thầy Đường nói Thầy Lý Bình Nam xử sự ba phần hiệp khí Bảy phần nguyên tắc Con người phải gánh giác Những việc nên làm thì làm một cách không nào núng con người muốn lập chí thì phải tại đây. Phật môn nói chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng ta vừa tới là thấy địa tạng bồ tát địa ngục không trống thì không thành Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng bồ đề. Đại nguyện ngài phát ra quá là tốt. Phải nhớ tấm gương địa tạng bồ tát cho chúng ta. Bắt đầu làm từ đâu? Hiếu thân tôn sư Khi đang hành hiếu Phiền não vô tận thề nguyện đoạn Trong quá trình quý vị chăm sóc cha mẹ Có khi nào bực bội không? Có khi nào không hết sức bình không? Có khi nào nhìn lỗi lầm của cha mẹ không? Sự tham sân sinh mạng này đều xuất hiện Có thể nhìn thấy À tôi thật là hữu thẹn Ngay cả hiếu căng cũng không có Tâm hữu thẹn là động lực nâng cao cảnh giới của mình hết sức quan trọng. Tâm cảm ơn, báo ơn và cả tâm hữu thẹn. Biết mình thiếu sót thì liền khai ngộ. Phát hiện thiếu sót của mình gọi là khai ngộ. Trong quá trình hiếu thuận với cha mẹ đã nhận ra những thiếu sót của mình. Phương diện hành hiếu, thầy Khổ Tiểu Lâm đã làm rất tốt. Những ví dụ về thầy khiến cho chúng ta nghe xong thì khắc cốt ghi tâm. Quý vị coi, thì chăm sóc cha mẹ, quá trình thì chăm sóc cha mình, thì quán chiếu ý niệm của mình, mình còn chê nước tiểu của cha hay sao? Thầy rất có dũng khí, biết khổ thẹn thì gần với dũng. Mình lại khởi lên ý niệm này. Hôm đó, thầy đã uống luôn nước tiểu của cha mình. Phá sự phân biệt chấp trước của chính mình. Chúng ta khi nhìn thấy ý niệm mình sai lầm, hoặc là tập tính liền dũng mãnh như vậy hiện tại liền đối trị ngay phải khắc phục nó ngay đây là thái độ của người thực sự muốn thành tựu chúng ta thực sự muốn đời này thành tựu phát hiện tập khí nào của mình rất nặng mà mau giết ra tôi nên đối trị với nó ra sao liệt ra mấy cách làm cụ thể quan trọng sau đó mỗi ngày nhắc nhở bản thân theo đó mà làm viết ra cụ thể đi khắc phục đi thực hành cụ thể kể cả nếu như sai lầm này là người khác đối với mình mình quả thật cũng thừa nhận người trong nhà nói quý vị thật sự có tập khí này không chỉ phải buông bỏ sĩ diện xuống cái đó phải rất chân thành, rất có dũng khí mà nói với người nhà của mình cảm ơn anh để em sửa cho anh coi. Mọi người giám sát em. Nếu em thực sự không có quyết tâm địa sửa, mong mọi người nhắc nhở em. Quyết tâm phải thật chân thành. Người nhà của gì sẽ cảm động nếu như không có sự quyết tâm đó người nhà nói học lâu như vậy rồi tập khí còn nặng như vậy cũng y như hồi trước chúng ta không những không có công đức mà còn tạo nghiệp khiến cho người bên cạnh không có lòng tin đối với phật pháp các vị đại đức đồng tu chúc mừng mọi người congratulations ngại quá Tôi vừa từ Malaysia về, ngôn ngữ quốc tế của họ là tiếng Anh. Có lúc không cẩn thận sẽ nói vài câu. Chúc mừng mọi người chuyện gì. Không chỉ tôi không còn đường rút lui, quý vị cũng không còn đường rút lui nữa rồi. Quý vị đỡ nụ cười sáng là như vậy, nhận của tôi một bái. Thật sự muốn thành tựu, rất hoan hỷ, không có đường lui nữa rồi, dụng mạnh tiến lên. Tại sao không có đường lui, bởi vì bạn bè người thân đều biết quý vị là đệ tử phật đều biết quý vị là học trò của pháp sư tịnh không đều biết đúng không đúng đúng rồi vậy là xong nếu không làm tốt làm mất bạc lão hòa thượng hiếu thân tôn sư không làm được cho nên chúng ta không có đường lui chúng ta chỉ có một con đường nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ đời này nhất định phải thành tựu được Lúc nãy Có nói tới tiên sinh Tô Đông Pha Ông bác Phong đã bị động rồi Bản thân ông không phát giác Câu chuyện này đã nhắc nhở chúng ta Mỗi một ý niệm của chúng ta đều đã sai rồi Bản thân ta có nhận thấy không? Ví dụ anh ta phải nên thế nào thế nào Sao anh ta lại không thế này thế kia? Ý niệm này là gì? Yêu cầu khống chế sư phụ nói phải buông bỏ ý niệm khống chế phải buông bỏ ý niệm chiếm hữu thật ra trước khi quý vị muốn khống chế tức là có yêu cầu yêu cầu nghiêm trọng hơn nữa là khống chế cho nên đối với bất kỳ ai cũng không thể yêu cầu sự yêu cầu đó là do quý vị đã có tâm trạng rồi đi với quý vị là mong con cái tốt đẹp mà dạy dỗ chúng không thể lẫn lộn với nhau đó là đang bồi dưỡng chúng sự yêu cầu của chúng ta đối với người trưởng thành là đang dùng kinh điển để đo đếm họ kinh điển là dùng để đo đếm chính mình không thể đo đếm người khác Thể đo người khác ý niệm này chắc chắn có ngạo mạn chắc chắn có yêu cầu trong đó Họ đã học 5 năm rồi. Sao lại vẫn là thái độ này? Có lý không? Chúng ta phải rất bình tâm khi chúng ta nói câu này ý niệm ở đâu? Ở chân thành thanh tình bình đẳng chánh giác từ bi sao? Không có. Chân thành thanh tình bình đẳng chánh giác từ bi là bồ đề tâm. Bồ đề tâm không thể mất Bồ Đề Tâm hãy mất đi. Tất cả đều là tu phước, không thể tu công đức. Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm Giang nói, quên mất Bồ Đề Tâm. Tu các thiện phước là nghiệp quỷ ma. Bồ Đề Tâm không còn nữa, quý vị sẽ không giác ngộ được. Tất cả những việc đang làm đều không phải tích lũy công đức, tất cả là phước báo. Không điều phục được tham sân si mạng. Những phước báo này sau này đều là đi tạo nghiệp. Cho nên niệm niệm phải quán chiếu, chúng ta có tương ứng với năm tâm này hay không? Tương ứng với năm tâm này rồi. Trước bình tâm nhìn lại ý niệm bây giờ, thật ra chúng ta khởi ý niệm này, chúng ta còn phải suy nghĩ mình thấy họ làm không tốt vì mình đã làm tốt chưa? Mình còn chưa làm tốt yêu cầu họ người bình thường không chấp nhận được. Cho nên khổng tử nói Sửa đổi chính mình không yêu cầu người sẽ không oán. Sư phụ chúng ta thường nói phải cắm ba cái gốc. Ba cái gốc này là cơ sở của đức hạnh. Nói một cách cụ thể là tiêu trừ tham sân si mạng nghi. Nói một cách cụ thể là không có cá tính. Nhất định phải bỏ cá tính đi. Cá tính chắc chắn là tham sân si mạng nghi. Người học Phật không được có cá tính. Phải hằng thuận chúng sanh. Người ta sao cũng đều hoan hỷ cung kính. Sửa mình mới giáo hóa người. Chứ không đi yêu cầu người khác. Sẽ không oán. Người ta mới không có không phục. Mới không oán chúng ta. Nhưng chúng ta nếu như không sửa đổi mình Không sửa đổi mình mà yêu cầu người khác Người ta sẽ oán Sau cùng nghiêm trọng hơn sẽ biến thành hận Cho nên Thái thượng cảm ứng thiên Nói sửa mình dạy người Điều này cũng rất quan trọng Trong sự tu học Của lão tiên sinh Vương Phụng Nghi Có hai câu nói rất hay Con người phải Không cần đạo Không cần tình tôi cảm thấy ý niệm này không dễ gì làm được nhưng nó rất tinh tế rất dễ dàng có được tâm niệm này sao họ có thể dùng thái độ này đối với mình ngại chấp của mình đang tăng trưởng quý vị chuyển một niệm họ đã học nhiều năm như vậy rồi còn học hành thế này họ còn đáng thương hơn những người chưa học tạo nghiệp còn nhiều hơn có lý không người chưa học còn chưa tạo nghiệp của họ người chưa học thì không nói mình là người học phật người ta sẽ không đem phật pháp trách theo bản thân họ người có học lại học lâu như vậy lại là người quan trọng trong đạo tràng quý vị cần phải từ bi với họ vậy mới là học theo sự từ bi của phật bồ tát bởi vì họ đã rơi vào cái hố của sự tu học rồi Quý vị nên mượn tất cả phương tiện thiện xảo để kéo họ ra. Cái này mới là đệ tử quy. Đệ tử quy là gì? Khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Nếu không khuyên thì lầm lỗi. Quý vị đối với người nhà của mình, đối với tất cả đồng tu trong đoàn thể mình, quý vị có đạo nghĩa. Đạo nghĩa thể hiện ở đâu? Quý vị phải hộ niệm đạo nghiệp của họ. Quý vị phải hộ niệm họ, nhắc dở họ, nhưng phải dùng phương cách họ chấp nhận được, không thể mỗi một lần khuyên đều cãi nhau với họ vì không được kết ác nghiệp. hoặc là nói lời tôi nói họ không nghe, tại sao họ không nghe? có lúc chúng ta suy nghĩ vấn đề phải nghĩ tới vấn đề căn bản, không thể chỉ nghĩ một chút, còn có tâm trạng, dù sao họ cũng không nghe, ý niệm này chính là tâm trạng, thấy không thoải mái nữa. Cho nên mỗi một câu của chúng ta, ý niệm của chúng ta là gì? Phải rất rõ ràng. Mình khuyên họ không nghe, mình sanh hổ thẹn do mình chưa khiến họ tin tưởng. Tại sao họ không tin tưởng mình? Do mình làm chưa được tốt. Vậy họ chẳng phải Bồ Tát đang nhắc nhở sự thiếu sót của mình hay sao? Giúp mình nâng cao sao? Cho nên cả một đoàn thể gia hòa dạng sự hưng quán chiếu mỗi một câu nói của mình có khiến gia đình này càng hòa hợp không nhất định không thể khiến gia đình này không hòa hợp có nhân ngã thị phi đây không phải là mục đích chúng ta tới đạo tràng chúng ta tới đạo tràng là muốn lợi mình lợi người là muốn nâng cao chính mình không thể ở đây sanh phiền não thậm chí còn gây ra sự bất hòa trong đoàn thể đây không phải sơ tâm của chúng ta chúng ta không được quên sơ tâm tức là tới đây cống hiến sự hòa hợp của đoàn thể trước tiên phải bắt đầu từ chính mình. Xã hội hòa hợp, đoàn thể hòa hợp bắt đầu làm từ tâm mình. Kinh Vô Lường Thọ nói, giữ gìn khẩu nghiệp, không nhìn lỗi người. Từ hôm nay bắt đầu luyện tập, tôi với bất kỳ ai cũng không phê bình, kể cả nhân vật chính trị. Có làm được không? Khi chúng ta đang phê bình người ta, tập khí này có ảnh hưởng tới người khác không cứ càng mắng càng hứng chí nếu như một người đang mắng chúng ta liền kể một câu chuyện người này thực sự có tu dưỡng kể một chút họ sẽ nghe theo có một câu chuyện là thiếu đề cảm hóa chị dâu khi cô ấy gả qua đây thì đã có bốn chị dâu rồi cô là vợ của người em trai thứ năm phía trước có bốn người chị dâu bốn người này đã cãi nhau tâm trí còn lấy đồ đánh nhau hoàn cảnh náo loạn như vậy cô gã qua đó bạn bè người thân đều thấy cô lành ít dữ nhiều cô không hề lo lắng chút nào cô có lòng tin lòng tin thế nào nhưng chi sơ tính bổn thiện con người chắc chắn có thể cảm động những đạo lý trong liễu phạm tư huấn hết sức quan trọng làm việc không thành suy ngẫm vì đức mình chưa tu chưa thể cảm giao không đi trách cứ những người khác mình không thể cảm động họ là do sự chân thành của mình không đủ sau khi cô gả qua đó những đồ tốt trước tiên đều cho chị dâu bố thí bố thí tứ nhiếp pháp hay mời khách hay tặng quà rất có ích thực ra bây giờ trong đoàn thể phải xây dựng nhận thức chung nhất định phải ghi nhẫn phải ghi nhẫn bối cảnh trưởng thành phương thức tư duy của mọi người về các phương diện đều chưa chắc giống nhau quý vị hãy không kiên nhẫn hãy có tâm trạng thì rất khó có được hiệu quả câu thông cho nên Định lực của mình cũng không đủ, chi nhận cũng không đủ. Nói một số quan điểm quan trọng, đối phương đều nghe không hiểu. Thật sự là hơi gấp. Sau cùng sẽ nghĩ mình có đối lập với họ không? Sư phụ nói không được có ý niệm đối lập với người ta. Màu màu lý quà ra tặng cho mẹ của họ. tặng họ cũng được, tặng mẹ họ cũng giống như vậy. Nói với họ, mẹ của anh thật vất giả. Sanh một người con biết cống hiến như anh, giúp tôi cúng dường cho mẹ của anh nha. Đồng tu này của tôi. Sau khi tôi tặng anh, gặp người ta đều nói, Thầy Thái tặng quà cho tôi, cứ nói với mọi người vui sướng vô cùng. Quý vị coi, một lần bố thí mọi người ai cũng cảm nhận được. Không phải quý vị có ý kiến với họ, chỉ đang trao đổi công việc thôi. Thường mời khách, thường tặng quà. Rất nhiều quan hệ đều được hóa giải. Hơn nữa người bây giờ cứ hay nghĩ về hướng xấu. Biến thành một thói quen. Tại sao lại như vậy? những điều không như ý trong đời rất là nhiều ví dụ nói nửa đêm một giờ điện thoại nhà của quý vị reo lên quý vị sẽ nghĩ gì tập đoàn lừa đảo tập đoàn lừa đảo không có gốc vậy đâu sẽ không gọi vào giờ đó nhưng mà cũng có thể tôi chưa nghiên cứu qua ái ngại quá Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta có thể là không tốt. Cho nên điều này thật sự phải rất nhạy bén, phải khắc phục. Như cách đây không lâu tôi đi dân nam. Có một người thanh niên. Anh là người tiếp đón tôi. Hồi đó, tôi vừa tới Cô Minh dân nam. Anh điền đưa số điện thoại của anh cho tôi. Thầy Thái đi là số điện thoại của em Tôi còn chưa quen anh Anh đã đưa số điện thoại của mình cho tôi Suy nghĩ của tôi liền khởi lên Anh muốn xin số điện thoại của tôi có đúng không Đây là ý ác Nếu không quán chiếu Ý ác này cứ xoay chuyển Kết quả tôi khởi lên ý niệm này Khi đó anh liền nói Em là người tiếp đãi thầy mấy ngày nay Đây là điện thoại của em bất cứ khi nào thầy có việc gì có thể tìm em tới phục vụ tôi thật sự hổ thẹn do chúng tôi có lúc tiếp xúc với một số người có lúc họ xin số điện thoại tôi không tiện cho họ do chúng tôi thường xuyên giảng dạy quý vị cho họ tới lúc đó họ gọi tới lại không có thời gian để trả lời như vậy sẽ rất thất lễ nên không cho họ số điện thoại nhưng người ta muốn xin rất nhiều người xin sẽ để lại ấn tượng rất khó để không có ấn tượng cứ để lại một ấn tượng lại tới xin số điện thoại của mình thật ra người ta chân thành như vậy quý vị coi tôi tạo nghiệp thái độ người ta tốt như vậy thật ra anh là thầy của tôi còn có tu dưỡng hơn tôi cho nên cô thiếu đệ đã làm cảm động chị dâu của mình cô bố thí những đồ tốt đều nhường cho các chị dâu và con của các chị sau đó việc gì vất vả cô đều em nhỏ nhất để em làm rồi khi nói chuyện thị phi cô chỉ cười cô không tiếp chuyện rất kỳ lạ người ta đang nói thị phi đối phương không phản ứng gì sẽ không thấy thú vị gì hết không nói tiếp nữa sau đó tỳ nữ của cô người hầu của cô tới nói với cô những điều không tốt của các chị dâu cô liền xử phạt tỳ nữ đó đưa họ đi xin lỗi các chị dâu của mình sao lại vô tình như vậy nghiêm như vậy đó là đang thương tỳ nữ đó thói quen này của người tỳ nữ nếu không thay đổi sau này họ gả làm vợ người ta chắc chắn sẽ không hạnh phúc chắc chắn khẩu nghiệp của họ vẫn sẽ tiếp tục sao họ có phước báo được? Cho nên cô làm một lần khiến cho họ cả đời khó quên. Sau này cô sẽ không làm như vậy nữa. Đó là đang thành tựu hạnh phúc một đời cho tỷ nữ của mình. Cho nên những điều thị phi này cô không rao truyền. Dần dần người ta nhìn thấy cô sẽ cảm thấy người ta có tu dưỡng không nên nói những điều này nữa. Con người đều có lương tâm. Chỉ cần làm cho tốt dần dần đều sẽ cảm động. Kết quả một năm sau Bốn người chị dâu này đều nói Thiếm năm là đại hiền Thiếm thứ năm của chúng tôi Người xếp hàng thứ năm thật là một đại hiền nhân Tôi không phải người Tôi so với cô ấy thật không phải là người Tất cả đều không phục cô Cả nhà đều hòa thuận với nhau cho nên người tri thức đời sau đối với tấm gương thánh hiền này đã nói một câu ba tranh ba nhường thiên hạ không còn người tham họ muốn lấy của quý vị quý vị đều cho họ ba tranh ba nhường thiên hạ không còn người tham các vị đồng tu có nhường không nhường có cho không cho cho rồi chúng ta cũng hết mất cho rồi chúng ta hết mất đó là cái nhìn của phàm phu những cái của chúng ta chạy cũng chạy không thoát. Cái không phải của chúng ta cưỡng chiếm cũng chiếm không được. Cho nên hiểu lý thì tâm an. Cái lý này quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ không sanh những phiền não này. Nhưng đường lớn phước mới lớn. Ba giận ba cười, thiên hạ không còn người giữ. Hòa nổi trận lôi đình với quý vị. Ngại quá, ngại quá, đừng có giận nữa, anh giận sẽ làm hại tới sức khỏe Ngại quá bởi uống đi trà nóng Họ sẽ không giận được nữa Tục ngữ nói Đánh người chạy đi Không đánh người chạy lại Ba giận ba cười Thiên hạ không còn người giữ Thật ra Muốn điều phục Khí nóng quả thật không dễ gì nhưng cái gốc vẫn ở chỗ ngã chấp nhưng sau khi hiểu lý thì sẽ dần dần chịu đi làm bởi vì chúng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ chúng ta không muốn xoay chuyển theo nghiệp nữa ở singapore có một ví dụ người mở rất lớn đối với chúng ta có một cặp vợ chồng tình cảm rất tốt kết quả người chồng vừa hay nói về vợ của mình là vợ tôi hết sức hiền hậu vừa ký lớn nhất của tôi là lấy được người vợ này có lúc tôi cũng cảm thấy oan uổng thay cho vợ tôi vì mẹ tôi đã trách lầm cô ấy cô ấy còn quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi lúc đó tôi nhìn thấy cảm thấy vợ mình rất thiệt thòi chúng ta nghe tới đây tất nhiên cũng cảm thấy người vợ này không đơn giản vợ anh nói không thiệt thòi chút nào đâu do mẹ là bảo vật trong nhà mẹ tức giận sanh bệnh thì sao ý niệm của cô dừng ở đâu không phải dừng ở cái tôi dừng ở đâu dừng ở mẹ chồng cô dừng ở việc người già là bảo vật không được để cho người già nổi giận sanh bệnh cái này chính là chỗ cô để tâm tới. Sư phụ dạy chúng ta nhập môn ở đâu? Niệm niệm vì chúng sanh. Ngã chấp mới nhẹ được. Không làm như vậy. Ngã chấp bất kỳ lúc nào cũng sẽ khởi tác dụng. Quý vị đối mặt với bất kỳ người nào cũng phải nhắc nhở chính mình niệm niệm suy nghĩ cho họ làm sao mới tốt. Cô nghĩ tới sức khỏe của mẹ chồng mình. Sau khi cô vừa quỳ xuống, mẹ chồng liền hạ hỏa, cô vui mừng đạt được mong muốn của cô rồi mẹ chồng không giận nữa xin lỗi xin lỗi mau mau rót trà cho bà ấy ly trà nóng hơn nữa cuộc đời là bộ phim nhiều tập phải tiếp tục coi có lúc không vượt qua được là do bị kẹt ở một động tác nào đó một nét mặt nào đó một câu nói nào đó sau đó thì tức muốn chết phía sau toàn bộ đều không nghĩ tới Xin hỏi mọi người kịch bản này tiếp theo sẽ diễn thế nào? Mẹ chồng trách nhầm cô cũng có ngày hiện rõ chân tướng. Hãy hiện rõ chân tướng con dâu mình bị mình trách nhầm như vậy nó không giải thích còn quỳ xuống trước mặt của mình con dâu như vậy đi đâu mới tìm được đây? Người ta cứ tranh một phút làm gì phải tranh giảng sanh Phải tranh gia đình hòa hợp Phải tranh việc làm gương nhẫn dục cho con cháu đời sau Tôi thực sự cảm ơn mẹ tôi Mẹ tôi trong quá trình tôi trưởng thành Không bao giờ thấy bà nội nắm Cho nên Các chị của tôi Cũng không học theo sự nóng tính Chị tôi nếu có người nói lớn tiếng với chị Chị liền khóc ngay Chị khóc rất có ích hãy khóc là người ta không mắng nữa cho nên người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với con cái mẹ của tôi trước giờ chưa từng trang điểm rất lòe loẹt khi ra ngoài một tiếng đồng hồ cũng không ra được không có tình trạng này phía sau đánh một cái bóp một miếng rớt xuống mấy thứ đồ trang điểm trên mặt tất cả đều ở trên đó không bôi dày như vậy trang điểm nhẹ nhìn thấy không già chị của tôi tôi cũng không muốn ra ngoài với các chị chính là nguyên nhân này mỗi lần ra ngoài em gái thầy sau đó sau đó hai chị của tôi còn trẻ hơn tôi chị hai của tôi dạy học ở đại học sư phạm chị đeo một cái ba lô đi trong trường quý vị chắc chắn là không biết chị ấy là giáo sư trong trường quý vị chắc chắn cảm thấy chị ấy là học sinh bởi vì người thuần phát đơn thuần trong tâm rất đơn giản không phức tạp lắm Càng để ý mấy thứ đồ nhập khẩu gì gì đó Muốn đồ hàng hiệu càng nhanh già Không chỉ càng nhanh già Thứ hai, dạng tệ mặt trên người chúng ta Đừng đi hỏi người ta Người ta sẽ nói 200 tệ Tâm quý vị thực sự rất kẻ trung Nhìn có vẻ rất có duyên 200 tệ, người ta sẽ nói hai dạng tệ Sau đó quý vị nói với người ta Không nói cho chị Cho nên cái này sau khi diễn tiếp, quý vị coi người mẹ chồng đó cảm động biết mấy. Sau đó, con cái của cô làm gì có chuyện không lấy mẹ chúng làm gương. Sự tu dưỡng của một người nữ chẳng phải đáp viên mạng cả gia đình sao? Hơn nữa, đời đời thế thế đều lấy cô làm tấm gương của gia phong. Ví dụ này ở trong câu chuyện đức dục, đó không còn là gia phong của nhà họ tô nữa đã biến thành gia phong của dân tộc Trung Hoa rồi. Trong câu chuyện đức dục, tất cả đều là tấm gương của dân tộc Trung Hoa chúng ta, công đức rất lớn. Cho nên chúng ta cũng phải thật cố gắng, Đài Loan chúng ta tự mình làm ra rồi soạn một quyển giáo khoa đức dục. Đời người xưa nay, ai không chết, để lại tâm đan, chiếu sự sanh. Đời người mấy chục xuân thu Chấp bắt một cái sẽ trôi đi Mấy chục năm Điền trôi đi Nhất là sau khi thành niên Ngày tháng trôi qua rất nhanh Hồi nhỏ cứ cảm thấy sao còn chưa tới Tết Sao còn chưa được lì xì Chậm quá Lúc bắt đầu kiếm tiền thì, thì cảm thấy một năm trôi qua rất nhanh Bây giờ cảm thấy càng mạnh liệt Tôi đi hại khẩu hồi mới 30 tuổi Bây giờ tôi sắp 40 tuổi rồi Sao khi mình còn mạnh khỏe Không nỗ lực tu thiện Thật vậy Tu hành phải tranh thủ lúc khỏe mạnh Hãy khi đau bệnh Muốn nâng cao công phu Khó lắm, khó lắm Nhưng khi chúng ta khỏe mạnh Lúc nào thời gian cũng rất dễ dàng trôi qua Một ngày trôi qua Tuổi thọ giảm dần Thường niệm bất tuyệt tắt đắc đạo tiệp. Phật hiệu không thể gián đoạn, kinh điển không thể gián đoạn. Mỗi ngày phải chăm chỉ niệm. Giống như Ấn Tổ có nói, đi đứng, nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Một câu Phật hiệu, không để gián đoạn. Thật ra chúng ta bây giờ đọc đoạn này, mỗi một người hầu như đều nghe qua. Nhưng bắt buộc phải biến đoạn này thành gì biến thành trạng thái sinh hoạt mỗi một ngày của chúng ta mới có thể thọ ít được bây giờ chúng ta cảm nhận được đời người ngắn ngủi xin hỏi đời này chúng ta tới đây làm gì tới làm phật tới thọ trì quảng độ dòng sanh tử đây là có chí khí. Khổng tử nói phải tri mệnh. Bất tri mệnh, du dĩ di quân tử. Mỗi một ngày đều không biết sứ mệnh đời này là gì. Ủ phí. Trước tiên, trách nhiệm là gì? Trước tiên phải thương mình. Không thương mình. Nói gì tới trách nhiệm? Người thương mình mới có trách nhiệm. Mình không thể trả đạp chính mình đời này mình phải thành tựu pháp thân huệ mạng thành tựu đạo nghiệp đây là thương mình người thương mình mới có thể đi thương người bởi vì họ biết nên thương mình ra sao mới đúng đắn mới lý trí mới có thành tựu họ mới có thể thương người như thế quý vị bây giờ cha mẹ không hiểu ái dục rất mạnh con cái muốn gì là cho nó cái đó làm sao thương cho được Nuông chiều nó hư mất sư phụ thượng minh trước khi xuất gia tất cả tài sản đều bố thí hết thầy làm được người để cho con vàng bạc đề nhà ta dạy con chỉ một kinh kết quả thầy vừa xuất gia con cái thầy rất chấn động càng tinh tấn học phật đó thực sự là thương yêu con cái thương yêu tới mức độ nào giúp họ đời này có thể thành tựu chúng ta phải thương yêu con cái của chúng ta bằng tấm lòng như vậy quý vị phải làm thật tu thật để biểu diễn cho chúng coi nếu không cả nhà chúng ta vẫn cứ ở trong ái dục các vị sư huynh nếu như một tuần lễ giờ mình không có nhà chúng ta có sanh phiền não không Chúng ta phải quán chiếu Thiệt là bất tiện quá Phiền não liền tới Nhưng có thể nào khi vô thường tới Những tiện nghi chúng ta vốn có đây không còn nữa Lúc này chúng ta có sanh phiền não không Hay dẫn niệm Phật Rất khó nói Cho nên lúc nào cũng phải quan sát được Thế gian không thể có bất kỳ tham ái gì phải không ngừng buông, không ngừng buông. Có một người niệm Phật tới nội A Di Đà Phật hiện hiện. Hiện ra trước mắt ông. Ông thích ăn trái cây nhất. Thích tới mức độ nào? Nửa đêm muốn ăn trái cây, hơn 12 giờ tới quầy trái cây kêu người ta dậy. Nhất định phải mua trái cây về ăn mới ngủ được. Đó là tham chấp của ông. Kết quả, ông niệm tới nỗi a di đà Phật hiện ra, chúng ta đều rất kính phục, chưa niệm tới công phu này. Sau đó, ở trong cảnh giới thù thắng như vậy của ông, trước mặt của ông lại xuất hiện một địa trái cây mà ông thích ăn. Sau đó, ông liền khởi niệm muốn qua đó lấy, tất cả Phật đều không thấy nữa. Tu hành không thể lừa chính mình. Bất kỳ người vật hoàn cảnh môi trường vật chất nào chỉ cần tham chấp quý vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tổ sư nhắc nhở chúng ta: "Ta bà, quý vị còn tham ái bất kỳ một vật gì, lâm chung bị cái ái này dẫn đi." Sư phụ còn nhắc nhở chúng ta đừng yêu kinh sách quá, quý vị y giáo phụ hành thì quan trọng hơn, quý vị yêu những kinh sách đó, không nỡ bỏ chúng, sau cùng có thể sẽ đi làm bọt trong sách, ôm lấy nó. Pháp cũng nên xả, không thể khởi niệm tham. Cực lạc có một niệm bất nhất. Quý vị niệm niệm phải cầu sanh cực lạc tịnh độ. Ý niệm này của quý vị không chuyên nhất. Lâm chung bị niệm chuyển, quý vị còn có những tham sân si mạng khác sẽ bị nó xoay chuyển, niệm nhận sanh sẽ không khởi lên được. Cho nên, thành tựu đạo nghiệp của chính mình là thương mình. Nhất định phải đột phá, không gạt mình phải làm thật. Phải bắt tay từ khởi tâm động niệm. Khi đó mở rộng ra, đối với gia đình phải có trách nhiệm. Gia đạo phải bắt đầu hưng thịnh từ chúng ta. Truyền gia đạo ngàn năm không suy quý vị lập chí như vậy rồi, vậy bây giờ ngôn ngữ, hành vi của mình, thậm chí khởi tâm động niệm của mình phải nên làm sao? quý vị sẽ hết sức thận trọng. sư phụ thường nói trưởng bối trước đây, ở trước mặt trẻ nhỏ nhất định sẽ nhắc nhở chính mình không thể có điều gì không tốt ảnh hưởng tới các em. đây là thái độ của người làm trường bối. tiếng bần nam chúng ta nói quý vị mới xứng đáng quý vị mới làm đúng đây là sứ mệnh đối với gia tộc xa thì nhớ đức tổ tiên thái độ này rất quan trọng trên thì nhớ ơn báo quốc dưới thì tạo phước muôn nhà rất nhiều đạo lý trong điệu phạm tứ huấn đã nói rất hay mọi người có thể đọc nhiều một chút hiểu lý rồi tâm sẽ an hiểu lý rồi quý vị sẽ chịu làm theo ngoài thì cứu người nguy cấp trong thì suy nghĩ lỗi mình quán chiếu bên trong tức là ấn tổ thường nói nhàn tà tồn thành trừ bỏ tà niệm giữ tâm chân thành lúc nãy nói với mọi người chúng ta không thể khởi tâm yêu cầu người khác hành đạo đó là ngạo mạn Cái đó không cần tình là sao trước đây tôi đối với anh rất tốt tôi rất chăm lo cho anh tại sao bây giờ anh đối với tôi lại lạnh lùng như vậy chúng ta sẽ oán trách tức là cần tình cứ muốn tình cảm của người ta ý niệm này cũng rất dễ khởi lên đây là tham niệm tất cả những việc cống hiến đều là việc chúng ta nên làm làm xong trong tâm không còn chút dấu vết là nhất thể không cần nói điều kiện có nhu cầu liền giúp đỡ ngay sau đó giúp đỡ xong thì giống như chưa xảy ra đây là dùng tâm thanh tịnh để tu hành cũng là điều liễu phạm tứ huấn nói trong không thấy mình ngoài không thấy người giữa không thấy vật bố thí không có chính mình cũng không có người nhận ân huệ của mình cũng không có đồ vật tặng cho họ tâm địa đều rất thanh tịnh tam luân thể không gọi là nhất tâm thanh tịnh Chúng ta cần tình cảm Cần đòi lại Những cống hiến chúng ta dành cho họ trước đây Phiền não chẳng phải lại xuất hiện sao Cho nên đối với quốc gia Đối với xã hội đều là việc chúng ta nên làm Đã là việc nên làm Thì không có gì để quán trách dùng đạo nghĩa để xây dựng cuộc đời và cả quốc gia xã hội này đều cần gì nhất cần tấm gương mẫu nhất cho nên sư phụ nói với chúng ta phải học vi nhân sư hành vi thế phạm đây chính là cống hiến tốt nhất cho quốc gia xã hội kể cả chúng ta ở trong khu phố nhất định phải khiến người trong cả khu phố hãy nhìn thấy một người đang nhặt rác người ta sẽ nói ồ đó là ai ai đó vậy quý vị là người đang dẫn dắt phong khí trong khu phố mình nếu như chúng ta ngay cả trách nhiệm đối với khu phố mình cũng không khởi lên được thì không nói được gì lớn lao hơn làm tròn bổn phận bổn phận của mình trong nhà bổn phận của mình trong khu phố bổn phận của đơn vị mình của đoàn thể mình tận tâm tận lực mà làm sau cùng bổn phận truyền thừa văn hóa dân tộc Trung Hoa. Bốn phần hoàng dương cả nền chánh pháp của chúng ta. Cái này phải phát khởi lên. Cái này là Bồ Đề Tâm. Trong khuyên pháp Bồ Đề Tâm Giang có nói niệm chánh pháp đắc cửu trú. Mình tận tâm tận lực hoàng dương chánh pháp. Hoàng dương ra sao? Tự mình lấy thân làm mẫu khiến giảng đường hiếu liêm của chúng ta trở thành tấm gương tốt trong việc thực hành giáo dục thánh hiền lão hòa thượng giúp người thế gian hiểu được nho đạo thích là giáo dục không phải là tôn giáo giúp cho người thế gian hiểu rõ phật pháp là giáo dục đó là cống hiến lớn mọi người đều biết đây là đại pháp thực sự có thể giúp cuộc đời hạnh phúc đại pháp đời đời kiếp kiếp liệu thoát sanh tử đại pháp có thể chứng vô lượng quan vô lượng thọ sau đó giúp cả thế giới khi muốn tu hành muốn coi đạo tràng chánh pháp làm sao xây dựng tăng đoàn hòa hợp tới đâu để coi tới chỗ nào của đài loan quý vị đã học được quẻ khiêm trong 64 mươi quẻ rồi đang phát nguyện trong lòng nhưng vẫn rất kiêm tốn không nói ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được sứ mệnh này tâm nguyện này của mọi người sau cùng cảm ơn vợ chồng sĩ quan hoàng và các vị đại đức đồng tu đã cho lễ hút có cơ hội học tập này cũng chúc mọi người gia đình bình an cũng chúc mọi người đời này chúng ta tận thử nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc chúc nguyện thiên hạ hòa thuận nhật quyền thanh minh mưa thuận gió hòa không khởi tai họa quốc thái chân an binh phạt vô dụng sùng đức hương nhân đều tu lễ dựng nước không đào tạc, không ai quan khuất mạnh không hiếp yếu ai an phật nấy cảm ơn đã đón xem dẫn đường hiếu liêm tình tông học hội địa tại đại bắc giám chế công ty hữu hạn truyền thông thượng đức cẩn tác ba biên tập học làm người tốt Cho nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật